Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian quan tâm cũng như theo dõi kênh YouTube của Nhân Lòng Audio. Vâng, clip ngày hôm nay em xin thông báo và gửi đến quý vị và các bạn một số mặt hàng mới về bên Nhân Lòng Audio. Đây là toàn những món bình dân và dễ chơi, dễ sử dụng. Và bây giờ em sẽ đi quay gần lại và giới thiệu chi tiết từng sản phẩm cho quý vị và các bạn cùng tham khảo cũng như cái mức giá và mức độ đẹp của sản phẩm. Vâng, bên tay trái em đó là ba chiếc âm ly Acouphe E305. Bên dưới đó là chiếc âm ly Acouphe 305V. 305V với 305 trơn thì cái thiết kế về hình thức bên ngoài nó không có cái sự khác biệt nhiều và nó nhìn cũng rất là giống nhau. Đó. Và nhưng mà cái chất âm thì nó có hơi khác một chút các bác nhá. Và giá nó cũng khác luôn. Và một lát nữa thì em sẽ báo giá chi tiết từng sản phẩm cho các bác. Ba sản phẩm 305V này thì hàng đẹp xuất sắc các bác nhá. Và dòng này đều sử dụng đồng hồ vu. Đấy, sử dụng đồng hồ vu chính giữa này. Vậy theo tín hiệu nhạc này, bên tay trái em nó là cái đường input selector này. Kết nối tín hiệu đầu vào. Và hai bên là sử dụng hai hồi gỗ piano. Đó, rất đẹp. Và bên này nó là volume các bác đã biết rồi. Và nó còn có cái đắp band đây thì các bác cũng biết rồi đúng không ạ? Đó. Rất đẹp luôn. Hàng bao đẹp, bao zin và bao hoạt động hoàn hảo tất cả cho các bác. Và bên trên đó là chiếc dề Maxintot C34V. Đây là chiếc dề này thì rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Và kính zin. Đấy, rất đẹp luôn. Và dòng C34V thì là có cái hàng chỉnh equalizer rất là tuyệt vời luôn. Và các bác có thể điều chỉnh theo mức độ mình nghe ở và cảm nhận. Và đây volume. Và đây nó là ba lăng và lau lướt các bác nhé. Đấy, ba lăng lau lướt. Dòng này sử dụng lau lướt vặn này. Và đây nó là cái độc quyền riêng của Maxintot rồi. Là luôn hãng luôn sử dụng cái mặt kính này. Sử dụng mặt kính. Con máy này rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây là nguyên bụi, nguyên xốp này. Đây là cái lắp trên. Đây là cái chân sau, nó rất là còn vàng ươm luôn. Đó. Và chính giữa em đây đó là chiếc âm ly Acouphe E303. Vỏ gỗ. Và dòng này thì cũng đẹp xuất sắc rồi và chất âm rất tốt rồi. Và phối ghép cũng tương đối nhiều loa. Chiếc âm ly Acouphe 303 này, hàng đẹp xuất sắc này là em đang bán giá là 31.500.000 đấy, cho các bác về chơi. Còn bên trên là cái bộ dề PAL của hãng Acouphe, có model là C240. C240 và chiếc PAL là P260, em xin lỗi, P266. Đấy, hàng đẹp xuất sắc này. Và thiết kế mặt phay nhôm. Dòng này là chép bát là chỉnh như cái nút bấm và đây, nút bấm. Bát cũng chỉnh như nút bấm. Đấy, lau lướt và có 3 chế độ lau lướt 1, 2, 3. Đấy, 3 chế độ lau lướt. Và bộ này thì có cái giá cực kỳ là tốt luôn các bác nhá. Giá thì rất là ngon luôn. Giá chỉ có, để cho các bác là giá chỉ có 55 triệu thôi. Đấy, giá 55 triệu chỉ bằng tương đương với bằng một con âm ly 305V thôi. Đó. Rất là tốt rồi, là các bác 55 triệu các bác bỏ ra, các bác có thể mua được cả hai cục luôn, hai cục tương đương với hai chiếc âm ly luôn. Đấy, rất là hợp lý cho các bác. Và bên này đó là bốn chiếc đầu MD. Bốn chiếc đầu MD kiêm giải mã. Bốn chiếc đầu MD kiêm giải mã các bác nhé. Và bên dưới đó là chiếc đầu MD đế nông S10. Đây là cái chiếc MD hết số của hãng nhé. Hết số của hãng và giá chiếc đầu MD này chỉ có 20 triệu thôi. Đấy, giá rất tốt cho các bác. Giải mã thì tuyệt vời rồi. Và bên này trên nó là chiếc đầu MD Sony Zia 55S. Giá để cho các bác cực kỳ là hữu nghị luôn, giá 15 triệu.
Và chiếc đầu MD GA50 này cũng giá để cho bác 15 triệu đồng, giá 15 triệu. Và bên trên đó là chiếc đầu MD Kenwood là giá để cho các bác là đi 10 triệu. Đó. Toàn những cái hàng sản phẩm mà em lấy kèm về để bán để chia lại cho các bác là cái giá tốt nhất, cái giá gần như là giá gốc luôn đấy ạ. Gần như giá gốc luôn. Và bên này ba chiếc âm ly Akufei 3.5V này, em xin lỗi, một chiếc âm ly 3.5V này giá là có giá 58 triệu. Đấy, giá 58 triệu. Giá 58 triệu và chiếc âm ly 3.5 trơn giá là để cho các bác là giá là đi 44 triệu 500. Đấy, 44 triệu 500 nhé các bác nhé. Đấy, hàng đẹp xuất sắc. Và chiếc âm chiếc rề Maxitot C34V đẹp xuất sắc này thì để cho các bác giá là đi 31 triệu 500, em bao ship cho các bác, tất cả là hàng em bao ship cho các bác ở xa thì có thể là em sẽ gửi hàng cho các bác, và các bác ở gần thì mời các bác qua em giao lưu. Vâng, vì video giới thiệu sản phẩm đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.